Thế những người làm nhà giáo có được không? Anh Tránh đứng ấy tặng tặng hay cái gì? Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Nào. Đề nghị những người làm nhà giáo cười lên. Nào. Vào đây. Rồi ok, cười đi, cứ tự nhiên đi. Chúc mừng ngày gì chứ ngày xưa là gì? Thôi. Chào mừng Kim Tình đến với sân Old Trafford. Quà thì quà nhưng anh say cũng vẫn phải nhận quà. Khổ lắm anh ạ. À. Nhất là anh lại làm nhà giáo nữa. Đấy. Anh ơi, cảm tưởng của anh hôm nay là như nào? Anh phát biểu cảm tưởng ấy. Vâng, anh cười đi. À, đấy. Trước khi anh đi, anh còn mang thêm cả can xăng nữa thì thế này thì tuyệt vời quá. Nào. Anh ơi, đủ xem tí. Tưởng che. Đã có cái bà này. Cuộc liên hoan mà tặng quà rất là vinh dự và cảm động xúc động. Năm nay anh xin cảm ơn anh. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trước khi anh đi anh mang cả can xăng. Đâu bảo can xăng cho lên video tí lên nhóm. Anh đầu chọc của một thành viên rất đặc biệt của The M. Tiếp theo chương trình là tặng quà cho anh đầu chọc này. Anh Quang Dần, một trong những chuyền hai xuất sắc nhất của câu lạc bộ The M. Anh đứng cạnh chị.
À, hôm nay ở đâu mà? Ờ, không có cái gì thì có. Cái gì á? Về cái mà cái cả luôn luôn mạnh khỏe mà. Anh ơi. À, nhân ngày 19 tháng 11 ngày quốc tế đàn ông, anh có cảm nhận gì? Anh có cảm nhận gì cùng ngày hôm nay? Thì hôm nay thực chất là anh rất mừng là anh mới về thôi, nhưng mà cái đầu tiên là xin cảm ơn tất cả các chị em là đã quan tâm đến anh em, gọi là đầu tiên là đào mờ, hai nữa là sau là đàn ông của Việt Nam. Anh rất cảm ơn tất cả các chị em nhá. Cứ có cái này là anh khoái rồi. Vâng, cảm ơn anh nhá. Xúc động.